Danh ca Trái Linh nói gì về ba ca khúc chưa được cấp phép? Mới đây trong lần livestream tại khách sạn ở nước ngoài cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, danh ca Trái Linh thông báo ông được cấp phép ba ca khúc mới do mình sáng tác với bút danh Tú Nhi. Đây là các ca khúc gắn liền với tên tuổi Trái Linh từ thời ông còn trẻ. Nỗi buồn sa mạc, thương hận, một lần hiện diện. Trái Linh hào hứng khoe với người hâm mộ, ông sẽ hát những ca khúc này tại live show Trái Linh sắp tới, ngày 28 tháng 10 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết mà Trái Linh dự tính hát thêm trong live show ngày 28 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội chưa được cấp phép. Thế nên thời gian vừa qua đã có nhiều trang báo phản ánh sự việc này. Sự việc này khiến Trái Linh áy náy, tuy nhiên do bận thực hiện một loạt show diễn ghi hình tại Mỹ, ông chưa thể có phản hồi chính thức ngay được. Ông cho biết rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Trái Linh giãi bày, mấy ngày trước khi ngẫu hứng livestream với Kỳ Duyên, tôi có phát biểu về việc sẽ hát thêm một số ca khúc trong chương trình. Sự việc này là do người đại diện của tôi hiểu lầm ý truyền đạt từ ban tổ chức rằng sẽ xin cấp phép 3 bài hát mà tôi dự kiến xin phép phổ biến và sử dụng thêm trong chương trình như một món quà nhỏ dành cho khán giả. Nhưng sau khi trao đổi trực tiếp với ban tổ chức, tôi được biết rằng 3 bài hát đều là sáng tác của tôi dự kiến sử dụng thêm trong chương trình này, chưa kịp cấp phép biểu diễn. Nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi đến cơ quan quản lý, khán giả. Tôi hứa sẽ hát những ca khúc được phép phổ biến, được cấp phép. Trong đó, rất nhiều là những sáng tác nổi tiếng của tôi được phép phổ biến và một số sáng tác bất hủ của một số nhạc sĩ đã gắn liền với tên tuổi tôi. Về lo ngại mà báo giới đã viết trong thời gian qua rằng live show có thể trục trặc trong khâu tổ chức vì sự cố bài hát dự kiến hát thêm chưa được cấp phép kia, Trái Linh khẳng định, tôi đã được cấp phép biểu diễn cùng các ca sĩ khác trong chương trình. Giấy phép của chúng tôi cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho phép biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nội dung chương trình biểu diễn với gần 50 tác phẩm đều đã được phép phổ biến, đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phê duyệt. Trong đó có khá nhiều là sáng tác của tôi và có một số sáng tác của các tác giả nổi tiếng khác. Theo giấy phép biểu diễn của live show Trái Linh, gần 20 ca khúc sáng tác của tôi đã được phép phổ biến với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê, đã được phép phổ biến dự kiến sẽ được trình diễn trong live show là những sáng tác nổi tiếng như Đoạn Buồn Cho Tôi, Lời Cho Người Tình Phụ, Đoạn Cuối Tình Yêu, Trong Tầm Mắt Đời, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Xin Vẫy Tay Chào, Sao Đổi Ngôi, vân vân. Ông cũng thể hiện một số ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ khác như Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Cho Vừa Lòng Em, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Đôi Mắt Người Xưa. Trái Linh sẽ song ca cùng các ca sĩ trong chương trình một số sáng tác nổi tiếng như Mai Lỡ Mình Xa Nhau, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Đừng Nói Xa Nhau, vân vân. Hiện Trái Linh và vợ đang trên đường về nước để thực hiện live show. Ông muốn đảm bảo sức khỏe, tinh thần thật tốt cho lần tái ngộ khán giả thủ đô. Sau gần 3 năm xa cách, các nghệ sĩ trong live show Trái Linh tại Hà Nội như Sơn Tuyền, Anh Thơ, Ngọc Ánh, Phương Dung, Quang Linh, Hoài Lâm, Giáng Tiên đều là những tên tuổi hoặc là gắn bó với sự nghiệp ca hát của ông hoặc là những giọng hát bolero mà ông khen ngợi. Với live show này, Trái Linh mong muốn được mang đến cho khán giả những màu sắc đặc biệt nhất của dòng nhạc bolero qua những giọng hát mà ông cho rằng mang đầy đủ nét đẹp của dòng nhạc mà ông gắn bó suốt cuộc đời mình. Trái Linh chia sẻ ông sẽ mang đến cho khán giả Hà Nội một đêm nhạc bolero đích thực với những giọng ca trải dài theo năm tháng để nhìn thấy một sự tiếp nối rõ ràng cho thế hệ hôm nay. Với khối lượng các sáng tác đồ sộ của riêng Trái Linh và các nhạc sĩ khác, Trái Linh tin rằng khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc bolero nổi tiếng nhất, mang nhiều tâm sự nhất mà người nghe chỉ nghe những giai điệu đầu tiên cũng đủ say đắm thổn thức. Trái Linh, tôi hạnh phúc khi bốn bà vợ vẫn hòa thuận êm ấm. Trên trang YouTube cá nhân, danh ca Trái Linh đăng tải phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Mặc dù được chia sẻ từ lâu nhưng nội dung video vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim tài liệu gây xúc động khi ghi lại khoảnh khắc Trái Linh lúc chập chững vào nghề đến khi gặp nhiều biến cố phải tha phương. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ thẳng thắn tâm sự về đại gia đình của ông với bốn đời vợ, không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái và tài năng, chuyện tình ái của nam danh ca cũng tốn không ít giấy mực của báo giới. Bộc bạch về chuyện đời tư, Trái Linh bày tỏ, cuộc đời nghệ sĩ mà, người ta đồn đại tôi nhiều chuyện nhưng có chuyện không thật. Nhưng đối với tôi không thể giấu quý vị được. Trong đời tôi có 4 người vợ, 14 đứa con, 7 trai, 7 gái. Những người vợ đã qua rồi thì vẫn còn liên lạc bình thường, sinh hoạt bình thường, tôn trọng nhau như ngày nào. Còn các con tôi giờ vẫn thương mến tôi, gần gũi tôi. Niềm hạnh phúc đó khiến tôi rất mãn nguyện. Đồng thời nam danh ca cũng tiết lộ về người vợ hiện tại. Người vợ mà tôi hiện đang chung sống rất cởi mở và cũng không khắt khe với các con tôi. Những đứa con tôi có với các bà trước, cô ấy rất duyên, không có gì khó khăn. Chắc quý vị đã nghĩ bốn vợ thì có nhiều khó khăn lắm nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc. Bà xã hiện tại của ông là bà Vương Nga, dù cách biệt về tuổi tác nhưng vợ chồng nam danh ca vẫn rất tình cảm. Vợ của Trái Linh còn là một tri kỷ trong âm nhạc với chồng. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bà xã ông luôn thuộc lòng những ca khúc chồng biểu diễn, tận tình góp ý để Trái Linh cải thiện. Bà còn là người chăm lo hỗ trợ ông sắp xếp lịch diễn. Trong clip còn có đoạn nam ca sĩ lần đầu trở về quê hương sau thời gian dài xa cách, đến thăm trường cũ ở làng Hữu Đức, tỉnh Ninh Thuận. Trái Linh rưng rưng kể về những kỷ niệm một thời gắn với tuổi thơ ông.
Ngôi trường này đã dạy tôi biết lắng nghe âm nhạc và âm thanh của vũ trụ. Từ đó tôi trở thành ca sĩ. Tôi xúc động khi thấy trường không còn hoạt động. Chính khuôn viên này vẫn còn trong tôi mãi mãi. Tại đây cũng khơi gợi cho ông những kỷ niệm thời điểm rời quê nhà lên Sài Gòn. Chế Linh bồi hồi. Năm 1957 tôi bỏ làng ở Phan Rang để lên Sài Gòn. Tôi cảm tưởng nơi này rất xa lạ. Nhưng rồi tôi được sự giúp đỡ của một người đạp xích lô. Ông ta dắt tôi đến một gia đình người Hoa giàu có. Họ nhận tôi để giữ con cho họ. Sau này tôi chỉ giữ và đưa rước con họ đi học vào buổi sáng. Buổi chiều thì tôi được đến trường học. Lúc đó ông ta có dắt tôi đến một trường ở chợ lớn học. Ngoài ra nam danh ca cũng nghẹn ngào và dành sự biết ơn đối với những người đã dìu dắt và đưa ông vào nghệ thuật. Trên YouTube, đoạn video nhận được gần 90.000 lượt xem. Nhiều người khen ngợi giọng hát Chế Linh. Một khán giả viết: thần tượng của tôi, ước mơ được gặp anh ngoài đời một lần. Giọng ca nhạc vàng, bất hủ của mọi thời đại. Chế Linh năm nay bước vào tuổi 79. Những năm gần đây ông thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2020 do dịch bệnh, ông chủ yếu sống ở Canada. Chế Linh bày tỏ tiếc nuối khi nhạc sĩ Lam Phương qua đời. Gọi nhạc sĩ Lam Phương là một trong những đàn anh kính yêu đã vĩnh viễn ra đi. Con đường phản quốc của Khánh Ly. Giọng hát Khánh Ly gắn liền với nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ được nhiều người mến mộ. Thế nhưng Khánh Ly hầu như không giữ gìn tình cảm của khán giả dành cho mình. Sau khi rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ, Khánh Ly liên tục có những hoạt động chống quê hương bằng nhiều hình thức khác nhau. Khánh Ly sinh ngày 6 tháng 3 năm 45 tại Hà Nội. Năm 54, Khánh Ly theo mẹ di cư vào miền Nam. Năm 62, Khánh Ly bắt đầu hát tại các phòng trà Sài Gòn. Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đà Lạt. Phát hiện giọng ca đặc biệt của cô ca sĩ trẻ, Trịnh Công Sơn đã mời Khánh Ly về Sài Gòn. Khánh Ly xuất hiện trong làng ca nhạc những năm đầu của thập niên 60 với những bài hát được Donny đóng giày. Vẫn xác định ở lại Việt Nam, nhưng sau khi được tin người chồng là lính ngụy đã tử trận, nghe lời người thân khuyên tạm lánh ra khơi chờ tình hình yên ổn sẽ về. Nhưng chiếc ghe đã đưa cả đoàn người vượt biển sang Mỹ. Sang đến miền đất hứa, Khánh Ly phải làm nhiều việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi con. Về sau Khánh Ly sang được một cái sạp nhỏ để bán hàng, nhưng cũng thua lỗ. Trong lúc tùng bấn, Khánh Ly gặp và kết hôn với NHD, là chủ bút tờ báo Hồn Việt, một trong số những tờ báo của người Việt xuất hiện đầu tiên tại hải ngoại với những bài viết chống đất nước khá quyết liệt. Trong thời gian sống và biểu diễn tại Mỹ, Khánh Ly thường xuyên tham gia nhiều chương trình ca nhạc chống Việt Nam của số văn nghệ sĩ phản động tại hải ngoại, tham gia nhiều cuộc biểu tình và những hội đoàn cực đoan. Khánh Ly còn là thành viên tích cực vận động quyên góp tiền giúp đỡ lính Việt Nam Cộng Hòa, điện ảnh, viết báo chống cộng. Với quan điểm nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc, nhà nước Việt Nam vẫn đồng ý cho Khánh Ly và gia đình về nước thăm quê hương và nhân thân. Mỗi lần về Việt Nam với mục đích thăm chị ruột, Khánh Ly đều bộc bạch rất buồn về những việc làm không tốt trước đây và muốn quên đi quá khứ và thừa nhận những việc làm của mình đối với đất nước trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1985 là không thể chối cãi được. Khánh Ly cho biết, thực tâm, cô rất buồn khi phải rời Việt Nam, thanh minh cho những hoạt động của bản thân ở nước ngoài là do hoàn cảnh và sức ép của các nhóm chống cộng cực đoan tại hải ngoại. Khánh Ly cũng cam đoan, nếu được về nước biểu diễn sẽ sẵn sàng dùng ngòi bút của mình phản bác lại những tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Tuy nhiên, khi về Mỹ, Khánh Ly phủi hết những gì mình đã ân hận trong quá trình biểu diễn tại hải ngoại. Bên cạnh những tuyên bố, nhận xét, Khánh Ly thường xuyên trình bày biểu diễn những bài hát chống cộng. Trong chương trình VCD 30 năm viễn xứ do Thúy Nga Paris by Night sản xuất, Khánh Ly hát những câu 30 năm, cuộc tương tàn, người giết người không kịp mở mắt, nửa nước này cố giết một nửa nước kia để lập chiến công. Cũng trong chương trình này, Khánh Ly cùng Thế Sơn, Thái Hòa tam ca bài hát Tôi bỏ nước đi để tránh hai chữ tội đồ, anh trả tự do bằng máu xương, em đổi bằng thân xác, vì tự do ta mang đời lưu vong. Trong chương trình huyền thoại Lê Minh Bằng cực kỳ phản động do Asia phát hành, Khánh Ly không từ bỏ cơ hội tham gia. Tại hải ngoại, Khánh Ly lôi kéo một số ca sĩ trẻ đứng về phía mình. Điển hình là Thế Sơn, một người sinh sau đẻ muộn, trưởng thành từ cái nôi âm nhạc trong nước nhưng lại thường xuyên mặc trang phục và hát bài ca ngợi lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại nhận xét Khánh Ly là ca sĩ thích nổi loạn, thường có quan điểm chống đối chính phủ ngay từ trước năm 75. Ngày 20 tháng 2 năm 2004, tại khách sạn Capitol Hilton, Washington DC, Khánh Ly và Nam Lộc trong vai người dẫn chương trình biểu diễn mang tên Xin đừng quên tôi do Trịnh Hội và Nguyễn Đình Thắng tổ chức đã đề nghị bằng kiều xé lá cờ đỏ sao vàng trước mặt khán thính giả. Ngày 24 tháng 11 năm 2002, tại khu Little Sài Gòn, bang California, Khánh Ly có mặt trong đại nhạc hội tạ ơn chiến sĩ tự do kỳ 2 gây quỹ để xây dựng tượng đài chiến sĩ tự do Việt Mỹ. Tại đây, Khánh Ly hùng hồn tuyên bố, tôi rất hân hạnh được cùng các anh chị em xuống đường để chúng ta bắt đầu phát động chương trình góp một bàn tay để bước qua giai đoạn thứ hai
nay là kết thúc công việc xây dựng tượng đài. Tôi nghĩ là mặc dù có trễ, nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng tiến hành đến những bước cuối cùng. Đây cũng là một cái nhà của tất cả những người đã hy sinh cho chúng ta trên quê hương. Tôi chắc là linh hồn của những chiến sĩ đó muốn theo chúng ta qua bên này, ở xứ sở tự do và không có cộng sản. Tôi mong là tất cả mọi người cùng đóng góp để chúng ta có nơi có chốn gặp nhau, nơi chốn xứng đáng để treo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và những người ngoại quốc nữa, họ cũng đến để tưởng nhớ lại những người bạn cùng chiến đấu với họ trong cuộc chiến vừa qua. Trong dịp này, Thế Sơn cũng mạnh miệng. Thế Sơn thấy việc xây dựng tượng đài ở ngay thủ đô của người tị nạn này là rất cần thiết. Thế Sơn thấy ở thủ đô tị nạn này phải có một công viên, có tượng đài, phải có một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn tung bay. Mới đây nhất trong chương trình Huế Sài Gòn Hà Nội do Trung tâm Ca nhạc Thúy Nga thực hiện, Khánh Ly cũng xuất hiện trong nhạc kịch có tên gọi Nhạc kịch Huế Mậu Thân. Trong đó trên nền sân khấu là chiết cầu Trường Tiền đổ sập, Quang Lê rên rỉ bài hát Những con đường trắng của Trầm Tử Thiêng, Tô Kiều Ngân với hình ảnh minh họa là những người dân mặc đồ tang trắng lê lết trên sân khấu. Để tô đậm dụng ý xuyên tạc sự kiện lịch sử này, những người dàn dựng chương trình còn đưa cả một em bé mới chừng vài tháng tuổi lên sân khấu khóc eo e, nom rất khó coi. Ngay sau đó Khánh Ly xuất hiện nức nở hát bài ca dành cho những xác người trên phong nền tang thương ấy. Dù đã vượt biên rời khỏi Việt Nam, Khánh Ly cũng như mọi người Việt trên thế gian vẫn đau đáu, một niềm thương nhớ quê hương trong tim, mong muốn quay về Việt Nam hát. Khánh Ly và gia đình vẫn thông qua một số trung tâm tổ chức biểu diễn trong nước xin phép về nước biểu diễn. Nhưng thực tế hoàn toàn khác, ngay khi rời quê nhà, Khánh Ly lại tiếp tục trở mặt. Không chỉ Khánh Ly, hiện có cả những nghệ sĩ thành danh từ trong nước, được nuôi dưỡng tài năng, được phong tặng các danh hiệu cao quý cũng có những bước đi lầm đường lạc lối, hung hăng tuyên bố những quan điểm phản động. Cơ quan hữu trách của Việt Nam cần có thái độ dứt khoát rõ ràng hơn nữa, phải ngưng cấp phép biểu diễn trong nước, tước danh hiệu của những người này khi cần thiết.